Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hoạt động vì mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và lợi ích cộng đồng. Theo đó, các doanh nghiệp xã hội sẽ tạo công ăn việc làm cho những nhóm người khó hòa nhập, dễ bị tổn thương, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch, xử lý rác thải, ô nhiễm. Ở Việt Nam hay bất cứ đất nước nào khác thì nó có rất nhiều các vấn đề xã hội môi trường mà chúng ta cần phải giải quyết, mà nhà nước thì không thể nào mà giải quyết được tận gốc tất cả mọi các vấn đề. Và cái sự tham gia cộng đồng đó, một trong những hình thức tham gia mà nó có hiệu quả, nó có thể bền vững và tự chủ được, đó là sự tham gia thông qua các sáng kiến kinh doanh mà lại vì phục vụ cho cộng đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp xã hội đang đối mặt với thách thức về vốn, chất lượng sản phẩm và thị trường đầu ra. Do vậy, doanh nghiệp xã hội phải có sự sáng tạo đột phá, ứng dụng đổi mới công nghệ và có mô hình kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần sớm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp xã hội về cơ chế, các chính sách một cách toàn diện, tổng thể hơn.